Món cá này rất là đặc biệt vì nó được kho từ đường trái chà là. Trái chà là thì có rất là nhiều chất xơ, chất potassium, magie, đồng, sắt, vitamin B6 và có một lượng lớn chất chống oxy hóa nữa. Vì thế thì khi mà ăn nhiều trái chà là hoặc là đường từ trái chà là thì sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, trẻ hóa da, bổ sung dinh dưỡng cho bộ não, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Món cá hôm nay rất rất là ngon luôn, bảo đảm bạn ăn một lần là sẽ ghiền. Bây giờ chúng mình cùng vào bếp để làm món cá kho bằng đường chà là nhé.